Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với channel TD Media. Kính thưa quý vị, trong những ngày gần đây, cô Hoa hậu Bình Phương, vợ của nam diễn viên tài tử Đức Tiến, cô đã cùng với con gái đó là Bé Mèo đi về Việt Nam với mục đích là thăm lại quê hương cũng như là thực hiện ước nguyện của nam diễn viên Đức Tiến còn sinh thời. Tuy nhiên một chuyện rất là trớ trêu khi mà Hoa hậu Bình Phương cùng với Bé Mèo đi đến gọi là thăm bà nội là mẹ của Đức Tiến đó thì không được đón tiếp. Sở dĩ mà Dũng ngày hôm nay mời với Sinh Minh Tánh sẽ có những góc nhìn riêng của ngài, đặc biệt là góc nhìn của người đạo Phật. Thì thưa quý vị, trong ngày tang lễ của nam diễn viên tài tử Đức Tiến cách đây hơn 3 tháng rồi, ngày hôm đó Tiến Dũng cũng có cuộc phỏng vấn cùng với Sư Minh Tánh nơi mà đang tổ chức tang lễ. Ngày tang lễ của Đức Tiến thì phải nói là một trong những đám tang rất là lớn ở nơi đây. Tuy nhiên thì có một cái dư luận nó không hay xảy ra lúc đó, đó là do mẹ của Đức Tiến muốn qua bên Mỹ này để được tận mắt chứng kiến hình ảnh tang lễ hay là giờ phút cuối đưa Đức Tiến về nhà Chúa. Tuy nhiên thì điều đó không xảy ra, dẫn đến cái sự mâu thuẫn từ gia đình Đức Tiến, hay là nói chính xác hơn là từ mẹ Đức Tiến đến với nàng dâu, đó là Hoa hậu Bình Phương. Và trong ngày tang lễ đó thì quý vị cũng đã nghe sự kêu gọi của Sư Minh Tánh dành cho mẹ của Đức Tiến và Hoa hậu Bình Phương. Và bây giờ thì ngược lại, khi mà Bình Phương dẫn Bé Mèo đi về Việt Nam và đã đến nhà của Đức Tiến thì ngược lại kể như là không được mẹ chồng đón tiếp. Ở trên đời này thường thường á, người ta nói đến cái chuyện mà tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu thì có quá nhiều để câu chuyện để nói rồi. Tuy nhiên thì trong lần này Dũng sẽ mời quý vị nghe góc nhìn của đạo Phật về vấn đề này, có vai có trả hay là như thế nào đó. Thì bây giờ Tiến Dũng mời quý vị cùng theo dõi. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi vẫn được quốc tịch, tù tội vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Dạ vâng, kính chào thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý vị, là kính thưa Tiến Dũng, là mà xin hỏi cái cô Bình Phương đó là hoa hậu hả? Hoa hậu bên tiểu bang khác thì ơi. Dạ, dạ. Qua hoa hậu không biết. Dạ, dạ. Bây giờ sao nó nhiều nhiều hoa hậu mà nhiều tiến sĩ quá không biết dạ. Làm sao nữa, không dạ. Biết ai cũng tự xưng bằng tiến sĩ nhiều quá. Giáo sư, tiến sĩ vậy đó rồi tùm lum hết, dạ. Mình không biết đâu mà nói nữa. Thôi thì rồi là thôi bây giờ sư kêu bằng vợ của Đức Tiến đi, dạ. Là cho nó được rồi. Và dạ, Bé Mèo đó là con, là tại vì sư có nhân duyên với Đức Tiến đó, dạ. Sư cũng có nói ở nhà thờ đó, Đức Tiến đối với ai mình không biết, nhưng mà đối Đức Tiến là người Công giáo mà đối xử với sư Du Tăng Thích Minh Tánh rất là coi như là thâm tình đó, bao nhiêu năm cũng đã có là bao nhiêu năm đó, mười mấy năm về trước, mười năm về trước cho đến ngày hôm nay cũng có đã làm việc nhiều lần đối với nhau trên các chương trình của đài truyền hình hay là YouTube và đó. Bởi vậy nên đã, từ cái chỗ đó nên sư mới nghĩ đến cái tình mà đi đám tang của Đức Tiến để mà chia sẻ cái một đôi điều cho gia đình. Thì quý vị biết không, quý vị nhìn vô cái gương quý vị thấy rõ liền, quý vị chỉ cần nhìn vô cái gương quý vị chải đầu, quý vị cười nó cười, quý vị vui nó vui, quý vị buồn nó buồn, quý vị như thế nào thì cuộc đời của quý vị như thế đó. Cười người hôm trước thì hôm sau người cười, hại người thì người hại, nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai, ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền, mình làm cái gì thì nó phản chiếu giống như cái gương vậy đó. Thì coi như là đó, mẹ chồng và nàng dâu, coi như vợ Đức Tiến không muốn cho mẹ của Đức Tiến qua, tại vì sợ lùm xùm nữa, giờ sợ vũ rồi gia đình rồi tiền bạc rồi đủ thứ nên không có cho mẹ Đức Tiến qua. Thí dụ vậy đó, cái đó là personal trong gia đình, mình chỉ nói vậy thôi. Nó nhiều chuyện, nó có nhiều chuyện chứ không phải riêng một chuyện. Đó, finance problem, family problem, đủ thứ hết.
Đó, thì bởi vậy nên á, bởi vậy nên khi mà vợ Đức Tiến dẫn con về Việt Nam thì mẹ chồng không có hoan hỷ, không có hoan hỷ, đó là cái nhân quả thôi. Thì cái gì cũng vậy đó, bánh ít đi thì bánh quy lại. Đó, cái coi như là đó, cái, bởi vậy nên cái mình làm cái gì thì nó cũng phản chiếu lại là y như vậy đó quý vị. Nó không có, nó điểm điểm đích bất sa di, nghĩa là nó không có sai chạy. Mà nhất là cái bây giờ, cái hiện tại bây giờ cái gia đình nó tan nát, nhiều cái gia đình mà sư thấy rõ ràng là nàng dâu với mẹ chồng sống với nhau mà trời ơi như kẻ thù với nhau vậy, với coi như là mẹ vợ với thằng rể dễ sợ lắm. Mẹ vợ với thằng rể trời ơi nó làm chuyện bậy bạ cũng có luôn đó, đó lăng loàn bậy bạ cũng có luôn, rồi mẹ vợ với thằng rể gây lộn với nhau, mẹ vợ của thằng rể thù oán với nhau, mẹ chồng với con dâu là tại sao? Đó là trong kinh chỉ dạy, đó là oán tắng hội khổ. Oán tắng hội khổ nó có bốn nỗi khổ cho thân là sanh già bệnh chết khổ, bốn nỗi khổ cho tâm là coi như là ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ và ngủ ấm xí thành khổ. Ái biệt ly khổ là trời ơi cái người mình thương coi như là đó, cái người mình thương mà phải chết xa lìa, cái người mình thương Đức Tiến đẹp trai nè, là hào hoa nè, mà chết sớm, vợ rất là, vợ con rất là đau lòng vô cùng. Thấy quý vị thấy không, cái đó là ái biệt ly khổ. Còn oán tắng hội khổ là kẻ thù không ưa không thích mà gặp nhau mỗi ngày, không ưa không thích mà gặp nhau mỗi ngày, đó là coi như nàng dâu và nàng dâu và mẹ chồng, hay là thằng rể với mẹ vợ. Trời ơi như là coi như là kẻ thù vậy đó. Đó làm sao hóa giải đây, làm sao hóa giải đây quý vị? Đó là cái sự mà mình phải để ý mà tu tập á, mà nhiều gia đình tan nát, nhiều gia đình tan nát hết, nhiều gia đình tan nát cũng vì mẹ vợ và thằng rể, hay là mẹ chồng nàng dâu. Bởi vì cái này là cái chuyện rất là vi tế đó, có nhiều người sống là hạnh phúc lắm, có nhưng mà ít có người sống hạnh phúc, nhưng mà toàn là đau khổ không, là nàng dâu với mẹ chồng hay là coi như là mẹ vợ với thằng rể đó. Bởi vậy nên á, bởi vậy bằng cách nào chỉ những người biết tu mới hóa giải được. Khi mà biết tu á, biết tu là coi như là phải nhường nhịn với nhau, nhường nhịn với nhau. Dánh dắt xì phước thiện loàn truyền, thú dập hồ hỏi phật thiên uông. Như là một khi nhẫn, gió yên sóng lặng, nhường một bước là biển rộng trời cao. Phải nhường nhịn dung hòa lẫn nhau, gia đình hạnh phúc, thế giới phải hòa bình. Cái nồi cơm nước nhiều là cơm nhão, lửa nhiều là cơm khác, thủy quả dung hòa có một nồi cơm chín liền. Ông nóng lên thì bà xuống, bà nóng lên thì ông xuống, hai người nóng lên một lượt là cái nồi cơm văng ra ngoài đường. Bởi vậy nên phải cái pháp của trong gia đình phải nhường nhịn và phải biết tu. Khi mà quý vị tu rồi đó, nó chuyển nặng thành nhẹ, chuyển xấu thành tốt, nó chuyển đổi vận mạng, tâm tưởng sự thành. Có nhiều bà mẹ chồng nhường nhịn con dâu, cái tự nhiên cái gia đình hạnh phúc. Hay là có con dâu nó nhường nhịn mẹ chồng, cái tự nhiên hạnh phúc đó. Rồi thằng rể với mẹ vợ, bởi vì phải có sự nhường nhịn với nhau. Còn không có sự nhường nhịn mà dung hòa lẫn nhau thì gia đình tan nát và thế giới coi như là tiêu tùng luôn đó. Vì không có cái gì, không có sự mà nhẫn nhục nhường nhịn. Bởi vì cái pháp nhẫn là cái pháp là tối cao, vô thượng, vô lượng, vô biên, vô sanh pháp nhẫn là đạt thành đạo quả đó quý vị. Đó tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn. Mà làm sao đây vì tiền tài. Thằng rể mà làm không ra tiền á, thì bị bên vợ nó khinh đó, đó. Còn người vợ mà sống bám á, thì bên chồng nó cũng khinh. Nhưng mà bây giờ đàn bà đó nó làm, bây giờ đàn bà, có nhiều người đàn bà họ có quyền lực, họ có thế lực, họ có nhiều cái, họ có tiền tài danh vọng, cái họ khinh dễ bên chồng. Trời ơi tao nói mẹ chồng nàng dâu, rồi coi như là thằng coi như là mẹ vợ thằng rể. Bởi vậy nên sư thấy qua rồi, sư đi khắp các nơi, có nhiều người than vãn lắm, có nhiều người ôi đủ thứ, nó sanh ra nhiều chuyện lắm quý vị ơi. Nhiều chuyện mà có đi đến chỗ loạn luân cũng có luôn. Rồi cha chồng nữa, cha chồng với con dâu, trời ơi cha chồng với con dâu, cha chồng có tiền nhiều quá, rồi thằng con nó cưới con vợ ở Việt Nam qua, rồi cha lấy con luôn.
đó thằng con đi làm thì ở nhà đó yeah. cũng như là vừa lấy chồng luôn. Trời ơi, cái nạn đó xảy ra mà sư đã biết qua nó loạn thế hết trơn. Bây giờ cái thế giới nó loạn động, lòng người điên đảo, bây giờ nó kinh thiên động địa lắm. Bởi vì hôm nay cái chương trình của Mai Tiến Dũng nói ra thiệt sư cũng rất là đau lòng, mà phải nói thẳng bởi vì cái chỉ thứ nhất là phải biết tu. Thứ hai, nếu mà không tu cũng phải có chữ nhẫn. Đó, chữ nhẫn là mới sống, mới hòa thuận được. Đó, mới coi như là gia đình hạnh phúc, thế giới sẽ hòa bình. Sư chỉ cái pháp nồi cơm rồi đó. Cái nồi cơm thủy quả mà nó không hợp với nhau, mà làm sao cho hợp, đó là tu đó. Đó là giống như cái pháp của nồi cơm. Mong quý vị từ bi thấu hiểu. A-di-đà Phật. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, thưa quý vị, chúng tiếp theo cái ý của sư Minh Tấm hồi nãy á. Cái câu chuyện giữa Bình Phương cùng với mẹ của Đức Tiến như thế này, trong ngày tang lễ của Đức Tiến thì như quý vị biết, ở bên Việt Nam là mẹ của Đức Tiến rất là mong mỏi được sang bên Mỹ này để dự tang lễ của Đức Tiến, cũng như là đưa tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bên gia đình thì cứ nói rằng là bên đây Bình Phương cứ lo giấy tờ bảo lãnh thôi, thì bên đó người ta sẽ lo hết toàn bộ những gì còn lại. Tuy nhiên thì điều đó nó không xảy ra, và thậm chí là người ta liên lạc ngược với Bình Phương đây thì cũng khó. Thì được sự giải thích của Bình Phương như thế này: thứ nhất á, là giờ giấc giữa Việt Nam cũng như là giữa Mỹ á, thì nó sẽ ngược nhau, thành ra là trong những cuộc nói chuyện nó sẽ bị trở ngại, khó khăn. Cái nữa là Đức Tiến là người bị đột tử, thành ra là phải cần cái giấy chứng tử từ bệnh viện, mà cái giấy chứng tử từ bệnh viện phải rất lâu sau luôn, cả tháng trời luôn thì mới có cái giấy đó. Mà không có giấy chứng tử đó, thành ra là không có bảo lãnh mẹ của Đức Tiến qua bên Mỹ để dự tang lễ được. Đó là lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba nữa là Bình Phương nghĩ rằng là bà mẹ của Đức Tiến năm nay là cũng đã 70 hơn rồi, 72 tuổi thì phải, thì sợ với cái áp lực cái về tình cảm, về cái cảm xúc của bà đó, cũng như là cái tuổi của bà, có thể nói là nó nguy hiểm khi mà bà có thể bay từ Việt Nam qua đây dự cái đám tang. Cái nữa là trong đám tang hoặc là trong những giờ phút đó thì tinh thần của cô rất là, nghĩa là bị chi phối rồi, thành ra không có thể nào mà chỉnh chu hay là lo lắng cho mẹ chồng được. Và đó là một trong những lý do mà không có bảo lãnh mẹ của Đức Tiến qua để dự trong tang lễ. Thì tuy rằng có sự giải thích đó, nhưng mà cái sự chấp nhận hay không ở bên Việt Nam nói chung, là từ gia đình của Đức Tiến hay là mẹ của Đức Tiến á, có chấp nhận cái lời giải thích đó hay không thì tùy, nghĩa là Dũng chưa cảm nhận được là họ đã chấp nhận. Mình cứ thấy rằng mới đây nhất thôi thì Bình Phương cùng với bé Mèo, đúng ra là gia đình của Bình Phương bên đây là gồm có ba mẹ ruột của Bình Phương ở bên Texas bay qua, cũng đi về Việt Nam luôn, thăm quê của ngoại Bình Phương trước, rồi sau đó mới đến cái nhà của mẹ Đức Tiến. Có người thì thấy cái chuyện đã đến nhà Đức Tiến rồi, thấy nhà mở cửa, cái cổng thì đóng cửa, nhưng bên trong có mở cửa nhưng mà gọi điện thoại không ai trả lời, đứng mãi thời gian. Trời nắng quá này nọ đó thì không ai ra hết. Thế là Bình Phương cùng dẫn bé Mèo đi. Có người thì đồng cảm cái sự mất mát cả hai bên. Khi đó ví dụ như Bình Phương đây không có gọi là xúc tiến cái việc mà lãnh mẹ Đức Tiến qua, thì người ta cũng cảm giác là đồng cảm, bởi vì đúng là cô quá rối rồi. Bây giờ thì ngược lại, khi Bình Phương dẫn con Đức Tiến đi về Việt Nam tới nhà luôn, mẹ Đức Tiến không có gọi là welcome, không có đón nhận cái con dâu hay là cháu nội trở về đó. Thì người ta cũng nhớ lại cái câu, hay là nhớ lại hình ảnh trong cái ngày tang lễ đã đối xử với ba như vậy rồi, thì bây giờ phải nhận như vậy cũng là đáng, cái đó là đồng cảm. Nhưng một ý kiến khác nữa là thôi thì cái chuyện đám tang hay là thương thế nào đi nữa, Đức Tiến cũng đã qua đi rồi, bây giờ thì còn lại là bé mèo là giống như giọt máu của Đức Tiến còn lại, thì làm như vậy bà có quá chắc hay không đó. Đúng rồi. Và trong trường hợp này hay là ngay giờ phút này làm như vậy, ai đúng ai sai? Đấy thì chắc con phải mời thầy giải thích trong phần này nữa ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra trong chăn mới biết chăn có rận, nhưng mà thấy cái cô này cổ dắt con mà để về Việt Nam mà thăm lại bên chồng á, là cũng là có tình có nghĩa đó nha. Là có tình có nghĩa đó, cũng nghĩa đó, không thương cũng nghĩ chút tình chứ. Cũng dắt con về để thăm bà nội nó mà. Thì bởi vậy cái đó là cũng ấy. Nhưng mà cái chuyện này mình không biết như thế nào. Có khi là tại vì giấy tờ đó, giấy tờ cũng như là
báo tử đột tử gì đó mà tại giờ cả tháng sau mới có, bởi vì cô này không có thể nào gửi giấy tờ được đó, cũng phải thông cảm cho cổ đó, hay là về vấn đề finance problem, family problem hay chuyện gì đó mình không biết. Thì bởi vì sư mới nói là ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhưng mà thấy cái cô này mà cổ đứng trước cửa mà trời nắng, cổ gõ cửa, cổ gọi phone, gọi hoài không được, thì mẹ con mới đi. Sư có ẩm con bé mèo đó, con bé mèo đó dễ thương. Sư có cái hình ẩm con bé mèo đó, nó rất là dễ thương, nó rất là cute, nó ba nó chết mà nó không biết cái gì hết trơn á. Không biết gì, cũng nít mà, nó đâu có biết cái gì đâu. Vậy đó, bởi vì nó vô tư. Đó, còn con người mình thấy ông hai đứa con nít nó mới đánh với nhau á, đánh như nào nó khóc bù lu bù loa. Cái có kẹo một cái, có kẹo một cái, có game một cái là nó quề, nó chơi vui vẻ. Còn con người mình bị một chút xíu ở nhà 80 năm không quên luôn, giận dỗi vậy đó. Bây giờ để ý từng chuyện. Bởi vì con người, bởi vì cái gì, cái tạp nhiễm bị ô nhiễm nên con người người mình vì cơm áo gạo tiền, vì danh lợi tài sắc mà con người tán tận lương tâm, bất chấp thủ đoạn. Bây giờ cái tình cảm giữa coi như là vợ Đức Tiến với đây là cái chuyện đời đó mà sư á, sư là người tu, là tại vì sư chia sẻ Phật pháp đó, đài Tiến Dũng TD Media mời sư, bởi vì nên sư chia sẻ những cái điều mà để hàn gắn, để cho coi như là tại vì đời mà làm đúng đó là đạo, đạo mà làm sai đó là đời. Bởi vì cái chương trình của Tiến Dũng hỏi thì sư xin chia sẻ một đôi điều là coi như là mẹ em, coi như là mẹ chồng đó, con dâu đó, đó mẹ vợ với thằng rể làm sao phải dung hòa, thôi chuyện gì nó qua bỏ qua đi, đó đó một sự nhịn chính sự lành. Đó là coi như là một sự nhịn chính sự lành. Quý vị ơi, là coi như là thí dụ như bây giờ mình nói về cái hiện tại là cô này dẫn bé mèo về về thăm bà nội, về thăm bà nội, đó là cái tình rồi đó. Đó là cũng có tình rồi đó. Thí dụ về thăm bà nội, nhất quyết là sư nghĩ là cũng phải có một chút xíu hòa cáp gì đó. Đó, cái với cái tấm lòng của con dâu, đó cái tấm lòng của con dâu. Thôi mẹ chồng mình á, mình làm lớn, có khi làm lớn làm láo. Làm lớn làm láo nghĩa là mình phải mở lòng từ bi tha thứ. Tha thứ, bây giờ dầu chính xe 10 vàng gì con mình cũng chết rồi. Đó, thí dụ mẹ Đức Tiến á, là coi như là mẹ phải nghĩ rõ ràng là dầu gì Đức Tiến nó đã mất rồi. Thôi bây giờ mình còn đứa con dâu và cháu nó nghĩ đến mình thì cũng quý rồi, tại sao không mở cửa? Thầy mới dùng cái chữ từ bi, mở rộng lòng từ bi, nghĩa là mình tha thứ đi, mở rộng á, cái thì sự chấp hay là cố chấp á thì nó phải co lại đúng không thầy? Đúng rồi, nó tiêu tan hết, tại vì mình mở mà, open your mercy, open your compassion, love the war, even your enemy you will be free. Mình bên đó đạo Chúa mà, kính Chúa phải yêu người chứ, mà không yêu người làm sao kính Chúa được. Phải yêu người mới gọi là kính Chúa. Mình phải thương người đó, phải mở lòng cái đại bi tâm, trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm mình mở ra. Mình làm mẹ, thật sự ra sư nói thật nha, sư không có trách gì là vợ Đức Tiến bảo lãnh được không được, là cái đó là cái cũng là một cái nhân duyên. Nhưng mà khi mà đã trở về Việt Nam đó, vượt đường Thái Bình Dương mà vượt đường xa ngàn dặm về thăm quê hương, về thăm mẹ chồng, về thăm coi như là bà nội, mà bà nội mà mở cửa không đối xử như vậy thì nó cũng kỳ lắm. Thật sự nói thật, xin khuyên một lần nữa là nên gọi thôi vậy đó. Có thể là mẹ bận mẹ đi vậy đó, hay lần sau đó thôi, rồi lần sau, chứ bây giờ nên tha thứ chứ làm như vậy thì chặt đứt đi tình nghĩa đó, là mất đi đứa cháu của mình, mà đứa cháu gái rất là dễ thương. Chứ hơn nữa con dâu mà nó như vậy là nó phước báo lắm rồi. Nó nghĩ đến bà già chồng chứ không thôi, nhiều đứa nó về nó đâu có thèm mà tới đâu mất công nữa, nó phiền phức nữa. Nó đâu tới đâu mà nó dắt con của nó tới. Đó là cái điều quý rồi đó. Đó là sư nói vậy đó. Đó là người con vợ Đức Tiến là một người kiểu như là biết điều rồi đó. Nói thật, sự biết điều. Còn những người không biết điều thì nó về nó thăm gia đình nó đâu có thèm mà nói tới đâu, tại chồng nó chết rồi mà. Chồng nó chết rồi nó đâu có khe bà và chồng là cái gì đâu. Đó, nhiều đứa mà nó nghĩ đến cái tình nghĩa, nghĩ đến cái tình mà máu mủ, bởi vì nó về thăm. Nên sư khuyên mẹ của Đức Tiến nên rộng lượng, tại vì
người sư cũng có nói được cái clip đó là mấy tháng trước đó, nhiều tháng trước đó đó, nên sư có cái bổn phận mà sư chiên chia sẻ, bởi vì phải từ bi hỷ xả và bác ái dị tha đó, phải mở lòng từ bi thương, lấy ân báo oán oán tan, lấy oán báo oán muôn ngàn đời sau quý vị ơi. Đó, thí dụ thương yêu tha thứ và xóa bỏ hận thù. Ngày xưa vợ sư bị hãm hiếp giết chết trên biển, sư vì hận thù sư cứ là ăn ngủ không yên, sư coi như là bao nhiêu năm sư đã đau đớn khổ sở mà nó in vô, sư ngày đêm thù hận đủ thứ hết. Sau này khi đi tu được, sư buông bỏ, sư quá trời nhẹ nhàng thanh thản, tại mình bỏ được cái nó nhẹ nhàng như một gánh nặng nghe quý vị. Phật dạy mà ngũ uẩn là một gánh nặng, kẻ mang gánh nặng phải chịu sầu bi u khổ não, người biết buông bỏ gánh nặng thì sẽ hết khổ. Bởi vì mình buông, quý vị ơi, buông đi, buông xuống đi, hãy buông xuống đi, phiền não sân si giữ làm gì, tham lam vọng tưởng mang sầu khổ, vạn sự vô thường, buông xuống đi. Buông xuống là nhẹ nhàng thanh thản, là bay bổng lên liền. Bởi vậy nên sư khuyên đó, sư buông rồi đó, sư buông sư mới trở thành một người tu, rồi sư thấy cái hận thù không có còn nữa. Tại vì thù thù quán quán đó cũng là do nhân duyên và nghiệp quả mà ra. Bây giờ đó, đó ý là chuyện lớn của sư đó, mà sư cái chuyện sanh tử đó mà sư còn bỏ, huống chi là cái chuyện mẹ chồng con dâu như thế nào đó. Bởi vì mình làm lớn mình phải tha thứ, mình lớn nữa đó, con cái mà đó, đó con cái mình phải đó. Sư khuyên mẹ Đức Tiến nên coi như vì cái lòng từ bi đó, mình giàu sao mình cũng là một người mẹ, con cái nó coi như nó phụ mình chứ mình không phụ nó. Nó coi như là nó có lỗi lầm thôi, mình tha thứ cho nó đi, đâu có gì đâu, mà nó về thăm mình đó là cái quý báu rồi. Đó là nó nghĩ đến mình, nó mới về thăm được mình, nó mới gõ cửa, nó mới dắt cháu nó, dắt cháu của mình tới để thăm mình. Mà mình đành đoạn như vậy đó thì nó không đúng. Thì sư nói thẳng nha, sư nói thẳng thôi vậy đó. Thôi thì sư cầu nguyện cho gia đình, gia đình là quá nhỏ, sư cầu nguyện cho coi như là quê hương đất nước tổ quốc Việt Nam, sư cầu nguyện cho cái bão coi như là giá ghi đó, để coi như là nó không có tàn phá đất nước Việt Nam được. Vậy đó, nhờ cái lực đó, nhờ cái lực thí dụ như một cây đèn nó không có sáng mà một hàng triệu cái đèn thì nó sáng rực cả trời đất hết đó. Một cái sự cầu nguyện nó không có tại vì một con én sư không làm nên nổi một mùa xuân, nhưng mà nhiều con án, nhiều cái lời cầu nguyện thì nó sẽ chuyển đổi cái bảo gia ghi đó đi liền. Rồi phải tin linh tại ngã, bất linh tại ngã, tất cả đều do tâm mà ra. Đó là coi như sư cầu nguyện cho coi như là gia đình nhỏ của ở nước Việt Nam, sư cầu nguyện cho đất nước Việt Nam và sư cầu nguyện cho mọi người được yên vui, ấm no và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, thân tâm an lạc, vạn sự an lành. A Di Đà Phật. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thưa quý vị, cũng mong rằng video clip này mẹ của Đức Tiến cũng sẽ xem được, cũng nghe được những lời nói hay là những lời khuyên từ tận đáy lòng của sư Minh Tánh đây. Đối với Dũng thì cho dù thương, cho dù ghét, cho dù buồn đến đâu đi nữa, người ta nói là nước mắt thì cũng đã chảy rồi. Đúng rồi. Bao nhiêu ngày nó đã khổ rồi. Dạ. Và bây giờ cái trước mắt của mình là gì? Là cháu nội của mình. Đúng rồi. Thăm bà. Nếu như quý vị xem qua clip trong ngày tang lễ đó thì cũng vậy, có Dũng với sư Minh Tánh đây, Dũng có chụp hình sư Minh Tánh cùng với bé mèo. Quý vị, bé mèo nó không có cảm nhận gì là ba mất hết trơn á. Đúng rồi, nó vẫn vui vẻ chạy tung tăng giỡn mà một cách là hồn nhiên. Đúng rồi, rất là hồn nhiên luôn. Mà càng thấy cháu nó tươi bao nhiêu thì mình xót bấy nhiêu, tại vì thầy biết là đúng rồi, con gái vô tư nhìn thấy tội vô cùng mà giống ba nó nữa. Rồi cái nữa đó là con được biết trong lần này là Bình Phương dẫn bé mèo về, đó là cũng là cái ước nguyện của Đức Tiến đó. Trước khi mà đột tử như vậy đó thì hai vợ chồng cũng đã lên kế hoạch là sẽ đi về Việt Nam, đặc biệt là dẫn bé mèo đi về Việt Nam, mà thậm chí là tính có thêm một đứa bé nữa. Tuy nhiên thì cái chuyện đó nó chưa xảy đến thì Đức Tiến đột ngột ra đi. Thành ra trong lần này là một phần Bình Phương đã làm lại theo cái sự ước nguyện của Đức Tiến khi mà Đức Tiến còn hiện thời. Thấy chưa? Cũng là lần đầu tiên mà bé mèo được về Việt Nam đó thầy. Dạ. Và cũng vậy, về Việt Nam thì ai cũng biết rồi, khí hậu thì nóng nảy và thậm chí là đang trong cái mùa mưa bão nữa. Dạ. Bởi vậy qua cái hình ảnh mà
Minh Phương cùng với bé mèo đi đến nhà chồng, rồi thì không được đón tiếp, thì trên mạng nó lại rùm beng lên là ok, một bên thì là người ta đồng cảm, nói rằng là bà thì quá chấp, có người thì tỏ rằng là đáng thương cho hai người đàn bà này. Nói chung dạ, ví dụ nói đến Đức Tiến đi, mẹ Đức Tiến thương Đức Tiến không? Quá thương, quá thương. Ở Bình Phương thương Đức Tiến không? Quá thương luôn. Dạ. Thậm chí là bé mèo thương không? Cũng quá thương. Nói chung là đây là những mà đặc biệt là hai người đàn bà, người ta nói với mẹ chồng mình đàn dâu á. Và cũng vậy, rất là mong mỏi những cái lời khuyên của sư Minh Tánh vừa qua bà cũng sẽ nghe, hay là rất là hy vọng bé mèo hoặc là Bình Phương, nói chung là vậy, sẽ gặp lại là có một sự nhú nhìn tồn tụ, mặc dù là thiếu vắng đi Đức Tiến trong lần về Việt Nam lần này rồi, thưa quý vị. Đúng rồi, người mẹ phải mở lòng từ bi, người mẹ phải mở cái lòng bao dung chứ. Đâu có phải mà ăn miếng trả miếng ngay là như thế nào được, không có, đó là sai. Đó đối với mình người lớn là cái người mà phải, đó cha mẹ phải thương con, đó vô bờ vô bến. Bây giờ con thương cha mẹ thì tính tháng tính ngày, đó mình phải thương, mình phải bao dung, mình phải rộng lượng, mình đừng có ích kỷ, mình đừng có cố chấp chứ. Và đó sư nói thẳng liền, đó sư nói thẳng, việc gì nó qua nó đã qua rồi, bây giờ giàu cho 9 xe 10 vàng gì con mình nó cũng đã mất rồi, chết rồi. Đó bây giờ mình còn cháu, mình còn con dâu nó mới trở về, đó là điều quý vô cùng mà tại sao mà không mở lòng để đón nhận, đó là cái chuyện là coi như thất sắc. Đó là cái dạ, đó là cái sự lỗi lầm. Sư chỉ nói vậy nó nghe thôi, cái gì nó cũng qua, bây giờ mình có thể làm lại, có thể mình gọi phone, có thể mình để làm lại. Cũng rất là hy vọng. Như nói là trước khi mà trở lại Mỹ thì Bình Phương và đặc biệt là bé mèo sẽ được gặp bà nội. Đúng rồi. Dạ một lần nữa con cảm ơn sư rất nhiều đã đến với khán giả trên đài Tini Mira trong ngày hôm nay, đặc biệt là qua câu chuyện này. Cái câu chuyện dí dôn của thầy Minh Tánh là nói là chuyện ở đời này nó giống như là mình nấu cơm vậy đó. Đúng rồi. Nước nhiều quá thì nó nhão, mà lửa nhiều quá thì nó khét. Thành ra thủy quả dung hòa. Phải dung hòa. Dạ vâng. Chỉ có cơm sôi nhỏ lửa đời nào mà khê. Dạ vâng. Một lần nữa cảm ơn thầy. Và đến đây thì Tiến Dũng xin tạm dừng. Kính chúc quý vị chúng ta còn lại thật an lành. Tiến Dũng cùng sư Minh Tánh sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, con Du Tăng Thích Minh Tánh, Bù Đâm Sa Đa Năm Gà Chà Mì, Đà Mâm Sa Đa Năm Gà Chà Mì, Sàn Hâm Sa Đa Năm Gà Chà Mì. Kính chào quý khán giả.